Và ngay bây giờ, giải thưởng Game Việt Nam, Việt Nam Game Awards 2024 xin được phép bắt đầu. Giải thưởng Kênh Thanh Toán được độc giả bình chọn nhiều nhất tại Việt Nam Game Awards 2024 xin được chúc mừng siêu ứng dụng Momo. Gửi lời cảm ơn tới các đơn vị đã đồng hành để làm nên được thành công của Việt Nam Game Awards 2024. Xin được cảm ơn siêu ứng dụng Momo.